nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2020 và 134 năm ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 1886, ngày 1 tháng 5 2020. Sáng ngày 29 tháng 4, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.